đang xuân về. Hoa mai, hoa đào đã nở rộ trong căn bếp của chương trình Nhanh Mà Ngon rồi. Nhân dịp năm mới, Dương Phục Ánh xin được gửi lời chúc đến quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, tài lộc đầy nhà, vạn sự như ý. Nhân dịp Tết đến xuân về, Huyền Minh xin chúc quý vị có một cái Tết đầm ấm, an khang, hạnh phúc bên gia đình của mình. Cô ơi, ngày hôm nay không biết là cô sẽ mang đến cho con cũng như là quý vị khán giả của chương trình Nhanh Mà Ngon món ăn gì đặc biệt vậy cô? Ngày hôm nay thì cô Minh sẽ giới thiệu đến Ngọc Ánh cùng quý vị khán giả một cái món mà mình có thể thay đổi những cái khẩu vị cho các bạn trẻ cũng như là cho gia đình của mình vào dịp Tết. Nghe hấp dẫn quá và làm con tò mò quá, không biết là món đó là món gì vậy cô? Một cái món mà hiện nay là các bạn trẻ cũng rất là thích nè. Và ngay bản thân như cô Minh lâu lâu cũng làm biến làm thì cũng đi vô nhà hàng ăn thử xem như thế nào. Thì món đó chính là món gà phô mai. Trời ơi, là món khó thẩu của con. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy thôi giờ mình bắt tay vô làm điện ha cô. Rồi, đầu tiên là mình sẽ sơ chế trước gà đúng không ạ? Gà để cô Minh làm cho. Dạ. Cô Minh sẽ nhờ Ánh là giúp giùm cho Minh là sẽ sắc khúc những cái nguyên liệu này ra nha. Dạ. Rồi, rồi Ánh sắc tay giúp giùm cô Minh nha. Cô dạ. Minh sẽ sắc gà nè. Cô ơi, món này là xuất phát từ Hàn Quốc đúng không cô? Món này thì đúng là của Hàn Quốc và lại được các bạn trẻ Việt Nam mình rất là yêu thích đó Ánh. Dạ. Mà công nhận á, hôm nay là cô Minh giới thiệu món này là đúng luôn á. Tại vì thường ngày Tết là chúng ta sẽ rất là quá quen thuộc đến những món giống như là thịt kho hột vịt đúng hay là canh bổ qua. Thì lâu lâu mình đổi vị mà cái món này thì rất là ngon và hấp dẫn. Rồi Ánh sắc giùm cho cô Minh cà rốt luôn nha. Dạ. Rồi cô Minh sẽ trộn cái sốt luôn nè. Con khóc luôn rồi. Mình chịu cay một tí xíu đi rồi mình sẽ có được món ăn ngon. Dạ. Yeah. Cái này là khóc gì vui sướng á cô, vì sắp được thưởng thức món ngon. Rồi mình sẽ cho vô đây nè. Tương ớt nè ha. Dạ. Yeah. Rồi đây, con mình cắt cho xong thêm rồi. Một ít ớt bột nè. Mình cho vào một ít mạch nha hay là mình có thể là thay thế là bằng syrup cũng được hết nha. Dạ. Yeah. Tiếp đến là mình sẽ cho vô đây một ít nước tương. Cái mạch nha này nó rất là lạ luôn. Lần đầu tiên là con thấy mọi người sử dụng mạch nha để nêm đến món ăn. Thì mạch nha này thì mình sẽ được tìm mua ở đâu được đó cô? Mạch nha thì hiện nay là ở trong siêu thị hoặc những nơi bán nguyên liệu làm bánh á. Dạ. Thì đều có hết tất cả. Bây giờ tất cả những nguyên liệu này đều dễ kiếm hết đó Ánh. Dạ. Rồi bây giờ Ánh cho giùm cô Minh những cái baro đó vô đây luôn. Dạ. Nha. Rồi sau khi mình đã trộn đều hết lên rồi thì cô Minh sẽ cho ức gà vào đây. Dạ. Và mình sẽ ướp như vậy trong thời gian khoảng chừng cỡ 30 phút nha. Dạ. Bây giờ dạ. Mình sẽ bắt tay cho vào trong chảo và mình sẽ xào lên hết tất cả. Bây giờ là mình sẽ cho vô đây một tí xíu dầu thôi nha, không cần nhiều. Mình sẽ bỏ gà vô đây, mình đảo cho gà săn để chín hết nha. Con thấy là gà được ngập trong nước sốt luôn hả cô? Đúng rồi. Đó, mình sẽ xào lên như vậy ha. Và bước kế tiếp là mình sẽ cho là rau nè. Mình sẽ cho vô cà rốt, mình bỏ vô. Đó. Rồi mình sẽ để cho cái món này là nó có thêm rau củ để mình ăn nó sẽ đỡ ngán hơn nữa nè ha. Chưa ăn mà con đã thấy là rất là hấp dẫn rồi. Bánh gạo mình cho vô đây để lát hồi khi mình ăn chung á nó sẽ có thêm một ít tinh bột, mình khỏi cần phải ăn kèm với gì nữa hết. Dạ. Rồi mình còn nè hành tây nữa nè. Bây giờ thì cô Minh đã chuẩn bị một cái chảo gang nhỏ nhỏ nè. Mình sẽ múc ra đây và mình rắc phô mai lên để nó giữ cái nhiệt được lâu á. Trời ơi, nó vẫn còn rất là sôi luôn cô ha. Đó, mình sẽ múc ra đây. Nó vừa gọn, lát hai cô cháu mình ăn với nhau nha. Dạ. Rồi, và bây giờ đã là năm mới rồi và nhiệm vụ của con vẫn không thay đổi, đó chính là đi dọn bàn ăn. Đúng rồi. Con thử nha cô. Thử đi. Dạ. Wow, lớp phô mai tan chảy. Đó, đây là cái phần hấp dẫn nhất, đó chính là kéo sợi phô mai lên. Đó, mọi người thấy đang bốc khói thơm không? Hấp dẫn ha. Hấp dẫn quá. Thịt gà rất là mềm và ngọt đó cô ha.
cộng thêm vị cay cay của nước sốt, rồi cộng thêm béo béo của phô mai nữa. Không ngờ là một món ăn mà đến từ đất nước Hàn Quốc lại nấu dễ dàng và đơn giản như vậy hả cô? Đúng rồi, với cái món này thì mình chỉ cần làm với thời gian rất là ngắn và mình có thể làm và cả nhà mình dùng ở trong đây, không có cần phải thêm rau củ gì ở bên ngoài nữa. Dạ, tính ra món ăn này có rất là đầy đủ chất nè, từ chất đạm đến từ thịt gà, đến tinh bột đến từ bánh gạo, và chất xơ đến từ rau củ, kể cả chất béo đến từ phô mai nữa. Hy vọng là công thức nấu ăn ngày hôm nay đến từ cô Hiền Minh sẽ đem đến cho quý vị một gợi ý mới mẻ để có thể thay đổi thực đơn cho gia đình mình trong những ngày Tết. Còn bây giờ thì Vũ Ngọc Ánh và cô Hiền Minh xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại. Cô ơi, với cái món ăn này thì mình sẽ phải lựa chọn loại phô mai nào cô? Tại vì trên thị trường bây giờ có quá nhiều loại phô mai, thì làm sao mình biết được loại phô mai nào là đúng? Phô mai thì mình nên chọn những loại phô mai có cái tên là mozzarella cheese. Thì cái loại đó, đó khi mà mình cho vô thì nó khi gặp nhiệt nóng nó sẽ chảy ra và nó có một cái độ dẻo lên, thì nó sẽ rất là phù hợp cho món này.